Kính thưa cộng đoàn Hành Dương, để có được cuộc lễ như thế này, chúng ta cũng biết là ban tổ chức đã phải làm việc từ nhiều tháng trước. Cho nên trước hết thì tôi đề nghị cộng đoàn Hành Dương, chúng ta hãy cảm ơn ban tổ chức bằng một tràng pháo tay. Và đứng đầu ban tổ chức là cha Jacobe Lê Sĩ Hiền vừa mới ngỏ lời với anh chị em. Năm nay ngài đã 76 tuổi và ngài đã đề đạt nguyện vọng sẽ về hưu. Nhưng suốt 11 năm qua, ngài là một khuôn mặt thân thương của tất cả những ai đến với mẹ La Vang. Chúng ta không thể tưởng tượng với cái tuổi của ngài mà ngài có thể cầm cự suốt cả hàng mấy tháng qua cho tới cảnh hôm nay. Cho nên chúng ta cảm ơn ngài cùng với ban tổ chức của các đồng nghiệp một lần nữa. Từ bắt đầu đại hội La Vang được gọi là Đại hội Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang. Gọi là toàn quốc thì phải do Hội đồng Giáo mục chủ sự. Và cái định hướng cho những lần Đại hội Thánh Mẫu Toàn Quốc là có cái sự tham gia đóng góp của các giáo phận Việt Nam, của các dòng tu nam nữ, của nhiều cộng đoàn ngành giới khác nhau. Chúng ta vui mừng bởi vì lần này theo như báo cáo của cha quản nhiệm, chúng ta có sự hiện diện của rất là nhiều bộ phận, có đội trống của giáo phận Thái Bình, đội kèn của giáo phận Bù Chu, chúng ta có ca đoàn của ba giáo phận, ba tổng giáo phận, ca đoàn chính tòa của tổng giáo phận Hà Nội, ca đoàn chính tòa của giáo phận Huế và ca đoàn chính tòa của giáo phận Sài Gòn. Chúng ta còn có ca đoàn sau hai của giáo phận Xuân Lộc, ca đoàn Hà Úc của giáo phận Huế. Rồi chúng ta cũng thấy sự tham gia đóng góp của nhiều dòng mà cha quản nhiệm đã liệt kê cho anh chị em. Ngoài ra còn có một nhóm các thầy Bắc Ninh tình nguyện vô phục vụ đại hội một cách rất là âm tầm. Không phải chỉ có ban tổ chức mà thôi, rất nhiều vị ân nhân cách nọ cách kia đã hỗ trợ cho ban tổ chức thực hiện cái đại hội này. Trước khi khai mạc đại hội, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng đã đến chúc mừng, và đặc biệt là chính quyền tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng cũng như là xã Hải Phú đã đồng hành với chúng ta qua công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cho nên tôi cũng xin đại hội vỗ một tràng pháo tay để chúng ta tỏ lòng biết ơn. Bây giờ tôi xin có đôi lời về cái công trình kiến thiết La Vang. Anh em cũng biết là từ năm 1980 thì Hội đồng Giáo mục đã biểu quyết công nhận linh địa La Vang là linh địa, là trung tâm hành hương của toàn cõi Việt Nam. Cho nên vấn đề được đặt ra là ai sẽ kiến thiết xây dựng La Vang? Chắc chắn là Hội đồng Giám mục. Vì thế mà khi được chính quyền các cấp trao lại khu đất này 20 mẫu thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên kế hoạch để kiến thiết, để xây dựng. Hội đồng Giám mục đã bổ nhiệm một ban
kiến thiết công trình Lam An, gồm có 3 thành viên. Về kiến trúc mỹ thuật thì Đức cha Matthew với con Khôi là giám mục giáo phận Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi công tại chỗ là Đức đồng giám mục Huế, và hiện nay thì Đức đồng Leon Francisco Xavier Lê Văn Hồng, mặc dù theo tuổi giáo luật thì ngài đã về hưu, nhưng mà ngài cũng quản lại tiếp tục điều khiển cái công trình vương cung thánh đường mà anh chị em đang thấy trước mặt. Ngoài ra thì có ban vận động tài chánh do chính tôi và đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm, xin lỗi, phụ trách. Ban tài chánh có nhiệm vụ đi lạc nguyên khắp nơi để tập trung rút tiền về xây dựng. Và mỗi một giáo phận như vậy thì có một ủy viên đặc trách công trình Lam An. Tất cả 26 giáo phận và có một số dòng tu cũng tham gia. Thời gian vừa qua thì chúng ta đã thực hiện được một phần lớn cái công trình vua cung thánh đường các anh chị em thấy trước mặt. Cái công trình này theo dự toán thì khoảng trên 500 tỷ, nhưng mà khi xây dựng thì có nhiều vấn đề phát sinh, nhưng cho nên cái con số đó có lẽ còn hơn 500 tỷ. Các địa phận đã đóng góp được 121 tỷ, còn lại thì khách hành hương và ân nhân khắp nơi gửi về đây nhờ lòng quảng đại của các vị ân nhân và của anh chị em, cho nên cho tới nay công trình cũng chưa bị trở ngại, chưa bị đình trệ vì lý do tài chính. Nhưng để tiếp tục công trình thì chúng ta cần hàng trăm tỷ nữa, mà nếu chúng ta xây dựng cho xong cái khu quần thể này thì phải 1.000 tỷ. Tôi tin tưởng vào lòng yêu mến nước mẹ và lòng quảng đại của anh chị em, cho nên thay mặt cho hội đồng giám mục tôi xin cảm ơn tất cả những ai ít hay nhiều bằng lời cầu nguyện hay bằng sự cổ đồng, nhất là bằng thiện tin, bằng thiện vật đã đóng góp cho công trình thấy cái ngày hôm nay. Theo như Đức Tổng Francisco Lê Văn Hồng và ban xây dựng cho biết thì sang năm 2018 thì công trình này có thể xong hết phần thô và sau đó là phần kiện toàn, cho nên sớm ra thì cũng phải 2019 hoặc sau đó nữa thì cái công trình này mới xong. Xong cái công trình này rồi chúng ta còn phải kiến thiết tất cả những cái khu sinh hoạt mà một cái trung tâm hành hương cần phải có. Anh chị em cứ tưởng tượng đủ thứ văn phòng, rồi đủ thứ hội trường, rồi nhu cầu phục vụ khách hành hương. Mãi cho tới nay để tham dự những đại hội như thế này, anh chị em vẫn phải ăn ngủ tại các gốc cây, trời nóng không có tiện nghi, nước điện đều eo hẹp. Cho nên trong tương lai chúng ta cũng phải từng bước một chúng ta khắc phục tất cả những cái mà chúng ta chưa thể trang bị được. Phần còn lại là làm thế nào để có đủ kinh phí mà làm. Vậy tôi xin kêu gọi anh chị em chúng ta nhiệt tình đóng góp. Sắp tới đây thì ban vận động tài chánh sẽ phát động đợt quyên góp thứ hai. Anh chị em ở trong địa phận nào thì anh chị em có gia đặc trách lo mang của địa phận đó, và khi anh chị em muốn đóng góp cho công trình, anh chị em gửi vào cái số chương mục của cha đặc trách trong giáo phận hay bất cứ cha nào khác cũng nào tiền, anh em sẽ nhận được thông tin từ cái trang mạng của công trình Lam An do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên giám mục Hải Phòng chủ sự. Trang mạng này mang tên là đềnthánhlaman.org. Tất cả những ân nhân đóng góp cho công trình này thì sẽ được nêu danh sách trên trang mạng của trang mạng Tổng giáo phận Huế và trang mạng của đền thánh Lam An.
với một vài cái thông tin như thế, tôi xin được kết thúc lời kêu gọi xây dựng cái trung tâm này bằng cách là xin anh chị em và tiếp tục cùng với ban kiến thiết trung tâm La Vang phổ biến những cái tin tức này để chúng ta có thể đẩy cái tiến độ thi công được nhanh hơn, và nhờ đó những cái lần đại hội sau thì chúng ta có đủ tiện nghi và chúng ta được đón tiếp một cách tương tốt hơn. Xin hẹn gặp lại anh chị em vào những dịp thành lần sau, nhất là vào đại hội 2020 cũng tại linh địa La Vang này. Cuối cùng xin nhắc anh chị em khi chúng ta trở về, chúng ta giữ vệ sinh môi trường cho thật tốt, mỗi người chúng ta hãy nhặt một cái rác để chúng ta bỏ vào thùng rác, nhẹ gánh cho ban vệ sinh môi trường. Rồi khi chúng ta ra khỏi cái khu linh địa La Vang này, chúng ta cố gắng thể hiện cái tinh thần kỷ luật của người Công giáo, không chen lẫn nhau, nhất là luôn luôn để cao cảnh giác để kẻ gian và những người móc túi họ có thể hoạt động. Tôi rất là hài lòng vì hôm nay nhờ nhắc đầu lễ mà Đức Mẹ cũng không hiện ra để Đức Mẹ bị lợi dụng. Rõ ràng là Đức Mẹ đã không hiện ra như tôi báo trước, nhưng mà không phải đến đây là mọi sự chấm dứt. Chúng ta về tới nhà thì chúng ta mới an toàn. Cho nên tôi cũng xin anh chị em, tất cả những người đi hành hương, chúng ta cố gắng bảo vệ những gì chúng ta đang có, và chúng ta luôn luôn canh chừng, kẻo tới phút cuối rồi mà chúng ta vẫn bị bắt cóc thì đó là một cái điều đáng tiếc. Sau đây thì chúng ta sẽ nhận phép lành của tất cả các đức cha, và sau phép lành thì chúng ta sẽ tuyên bố bế mạc đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 31. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Xin tất cả các đức cha cùng ngồi trong lành. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Với phép lành cuối lễ, tôi cầu chúc anh chị em trở về bình an. Và với phép lành và lời chúc đó, tôi tuyên bố bế mạc đại hội hành hương La Vang lần thứ 31.